Tại cửa khẩu quốc tế Sa Mát, tỉnh Tây Ninh và cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, tỉnh Long An, Ban chỉ đạo 515 của hai tỉnh vừa tổ chức trang trọng lễ đón 167 bộ hài cốt của liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Campuchia khi làm nhiệm vụ quốc tế do các đội quy tập hài cốt liệt sĩ của quân khu 7 tìm kiếm quy tập được trong thời gian vừa qua. Còn tại tỉnh Bình Phước cũng đã diễn ra lễ đón nhận 83 hài cốt liệt sĩ về nước. Trong mùa khô 2022-2023, các đội quy tập hài cốt liệt sĩ K-70, K-71, K-73 của quân khu 7 thực hiện nhiệm vụ tại các tỉnh trên nước bạn Campuchia đã tìm kiếm, cất bốc, quy tập được 167 hài cốt liệt sĩ. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, các đội quy tập đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang nước bạn, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn, tích cực cung cấp thông tin mộ liệt sĩ, nơi an táng liệt sĩ, tổ chức sàng lọc, khảo sát vị trí an táng ban đầu và tiến hành tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ. Đồng thời, còn làm tốt công tác dân vận, tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân nước bạn, góp phần thắt chặt tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai nước. Còn tại Bình Phước, hôm qua, tại cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, huyện Lộc Ninh, Ban chỉ đạo 515 và đội K-72, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước đã tổ chức lễ đón nhận 83 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ ở Campuchia về nước an táng. Đây là các bộ hài cốt được đội K-72 nỗ lực tìm kiếm, cất bốc. Trên địa bàn hai tỉnh Karachi và Kompong Thom, Campuchia, trong đợt 2 mùa khô 2022-2023, ngay sau lễ tiếp nhận, hài cốt các liệt sĩ sẽ được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bình Phước vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm nay.